Thưa các cô chú và các anh chị thân mến, trước màn hình chúng ta là dì Ngọc và chị Hằng. Thì thưa quý vị, trước đó đó thì bên gia đình của dì Ngọc cũng nghe được tin là chị Hằng đi kiếm mẹ như vậy đó, thì cũng có một số thông tin cũng có trùng khớp. Nhưng mà rất là tiếc, sau khi mà xét nghiệm ADN ra thì không phải. Nên là hôm nay đó thì dì Ngọc cũng đã có mặt tại nhà chị Hằng để mong Tuấn Vĩ cập nhật thông tin. Thì giờ đây chị Hằng có đôi lời gửi đến cộng đồng trong cái trường hợp của dì Ngọc ha. Chị Hằng kể sơ chút xíu ha. Dạ, trước thì con xin kính chào tất cả các cô chú, anh chị em ở trên cộng đồng mạng. Thì ngày hôm nay con lại theo dì Ngọc, cũng là một người mẹ hụt. Người mẹ này là số 27 của con. Thì lúc trước thì cũng có khả thi con là con gái của dì đây, nhưng mà khi thử ADN ra thì cũng không có trùng khớp. Nhưng mà con cũng đã có làm ADN ở bên Mỹ để tìm hiểu thêm, nếu như không khớp với con thì khớp với một anh chị em lai nào đó. Thì được biết là dì Ngọc đây là có hai người con lai, cũng giống như Tuấn Vĩ và cô Ngọc cũng đây, của dì Ngọc cũng đã nói như trên cái kênh đây, thì hai người con lai, một chị tên là Nga và một người con trai tên là anh Dũng, thì cũng đã có gửi đi cho một cái cô đó giữ. Thì đã thất lạc là cũng khá lâu, cũng vào cái thời buổi đó, cũng tại trên con đường Nguyễn Văn Thoại. Thì hôm nay cũng là cái dịp là con về Việt Nam, thì cộng đồng mạng ai cũng biết. Thì sẵn dịp đây thì con tìm mãi không có ra trên ADN, thì thôi sẵn có Tuấn Vĩ đây thì con cũng nhờ Tuấn Vĩ gửi gắm dì Ngọc lên và đưa thêm cái thông tin của chị Nga với anh Dũng, để nhờ Tuấn Vĩ bỏ lên và nhờ các cô, các chú, anh chị em ở trên cộng đồng mạng cũng như trong nhóm anh chị em like, nếu như ai có cái tên Nga, chị nào tên Nga hay là tên anh Dũng, thì nếu chưa làm ADN thì hãy làm ADN đi, biết đâu là một trong số anh chị em like là con gái của dì Ngọc. Mà dì thật là buồn và tìm cũng không biết tìm ở đâu. Yeah. Mỗi lần nói chuyện với dì là dì khóc, rồi dì cứ nói kìm tìm giùm con cho dì đi. Mà bàn tay của con thì chỉ có 10 ngón thôi, con không có làm hết được. Thành ra con nhờ kênh của Tuấn Vĩ với con nhờ tất cả các cô bác, anh chị em và anh chị em like, chúng ta cùng nhau giúp cho dì Ngọc kiếm lại con. Năm nay dì cũng đã 82 tuổi rồi. Hôm qua dì nói một câu mà nghe đau lòng lắm, là dì sắp lên bàn thờ ngồi tội nghiệp, dì muốn gặp lại con. Chưa hôm đâu qua dì khóc còn khỏe. Dì khóc hồi hôm qua chịu không nổi. Dì còn khỏe, đừng có lo. Thành ra thôi thì mình cùng nhau, cộng đồng mạng, các cô, các chú, các bác, giúp cho con cũng giống như là giúp cho dì đây kiếm lại hai người con thất lạc đã quá lâu. Với cái tuổi xế chiều như thế này, con muốn gặp lại con. Thì sẵn dịp đây thì con cũng có đôi lời như vậy gửi lên cộng đồng mạng, giúp đỡ giùm cho dì. Thật sự đó chị, là em có linh cảm về câu chuyện của dì Ngọc đó, thì chóng tìm ra. Em có linh cảm như vậy, bởi vì thật sự mà nói đó là thứ nhất là cái trong số người con lai thì cái việc mà quan tâm kiếm mẹ đó thì hầu như ai cũng đang khao khát và dõi theo cái chương trình của em, hầu như. Và khi đưa lên cái thông tin và có cả hình ảnh nữa, và có cái sự xuất thân là từ Mạc Đĩnh Chi ở quận 10 đó, thì theo em linh cảm em thấy rằng đó là dễ kiếm hơn trường hợp của chị cả hơn mấy nhiều chục lần. Không tin quá. Mạc Đĩnh Chi đã cao. Mạc Đĩnh Chi đã cao. Mạc Đĩnh Chi đã cao tuổi gì? Mà hôm số nhà bà là bà cao. Dì 10, nhà dì 10. Mạc Đĩnh Chi ở thôi ở đã cao. Đa cao. Thông tin quá phường nhiều. Phường Đa Cao Bình Thạnh đúng không chị? Hồi đó em còn nhỏ không biết, em nhớ là Đa Cao, phường Đa Cao. Nên là con nghĩ là trong trường hợp của dì á, dì có khả thi nhiều á, dì yên tâm đi. Theo con nghĩ là sẽ sớm kiếm được con cho dì. Yeah. Nhưng mà đừng khóc nữa. Yeah. Đâu có dễ lên bàn thờ đâu. Mỗi lần nói tới là khóc. Yeah. 82 tuổi. Yeah.
Chưa có lên bàn thờ đâu, còn lâu. Chưa đâu, còn lâu lắm. Hồi nãy thì dì cũng khóc, dì nói là sợ con nó không nhìn. Dì nói sợ con không nhìn, nhưng mà con nào mà không muốn nhìn mẹ đâu. Chưa là mai đen đó thôi, chứ nếu biết là con Bảo đảm nhận được mà khớp vô một cái con gửi email là con nghĩ là anh chị cũng sẽ trả lời ngay thôi. Với lại thêm cái thông tin này nữa, con nghĩ là chị Nga với anh Dũng chắc cũng nghe được à. Yeah. Với lại thông tin của như anh chị này quá là rõ ràng, có người giữ tên gì, tên gì, con nghĩ chắc nhanh hơn con. Dạ, yeah, nhanh hơn nhiều. Yeah. Chắc chắn luôn. Bởi vì vấn đề đó là thứ nhất là các anh chị công lai đó thì thường hay gửi ADN của mình vào trong cái trung tâm rồi, đúng không chị? Đa phần. Đa số là có hết rồi. À, bây giờ đưa cái ADN của dì Ngọc vô cái nữa là ok. Hay có là khớp liền, nhảy vô luôn thôi à. Đó, là hai đường binh lận. Một là đường đó, hai nữa là cái vấn đề là cập nhật thông tin từ kênh của Tuấn Vĩ. Thì có hai cái đường đó, là Tuấn Vĩ nghĩ là hai đường đó là hai đường đáng khả quan nhất á. Vì các anh chị con lai là đã thường là gửi mẫu ADN của mình vô trong trung tâm hết rồi. Nên là con nghĩ là dì sắp nhận được tin vui rồi đó, ráng khỏe thôi. Bác cũng gái vậy. Cũng gái vậy ha bác ha. Dì ha. Rồi ok chị với dì, em xin ghi nhận cái thông tin cá nhân của dì Ngọc. Tất cả thì dì Ngọc có mấy người con hết? Đây có hai ngày thôi, từ sau Úc có này. À dạ, có tất cả là ba người con. Dạ. Dạ. Vậy thưa dì Ngọc đó, thì hồi đó cái người con đầu tiên thất lạc gì trong trường hợp và nào và trong năm nào dì Ngọc ha? Không có nhớ năm mà cho người ta gỡ người ta đem đi luôn. À. Giải phóng vô người ta đem đi luôn. À. Tôi kiếm không gặp nữa. Rồi cho con hỏi là cái người đầu tiên đó là dì Ngọc gửi, đó là gửi ở đâu? Gửi đường Mạc Đỉnh Chi á. Đường Mạc Đỉnh Chi. Dạ. Gửi cho trung tâm nào hay là gửi cho một cá nhân nào? Gửi nhà. À. Nhà nuôi. À, gửi cho nhà người ta nuôi. Dạ. Rồi thưa dì, lúc đó là cái người con mà dì gửi đó là được mấy tuổi? Bé này được 6 tuổi, 5 tuổi gì đó. À, là bé trai hay bé gái? Bé gái á. À, là bé trai, bé gái là người trong tấm hình này đó ha. Dạ. Dạ, là lúc đó là khoảng 5, 6 tuổi hay gì? Dạ. À, thưa quý vị, đây là tấm hình mà dì Ngọc cung cấp cho Tuấn Vĩ. Thì vào năm mấy thì dì Ngọc tạm thời trước mắt thì chưa có nhớ. À, nhưng dì Ngọc không biết chữ hả chị? À, vậy thì năm đó chỉ là dì xác định là trước giải phóng thôi. À, trước giải phóng và gửi cho gia đình đó thì là gia đình đó tên gì dì Ngọc có nhớ không? Cái kia bả ngoài dì Mười, dì Mười à. À, kêu bằng dì Mười. À. Dạ, kêu bằng dì Mười ở đường Mạc Đỉnh Chi. Và dì có nhớ là dì Mười đó ở cụ thể là nhà số mấy hoặc là gần cái gì không? Lâu quá giờ không nhớ số đâu. À, không nhớ số. Dạ. Và vậy rồi dì Ngọc có nhớ là ở gần ngã tư gì ở đường Mạc Đỉnh Chi không? Ở chợ Hội Dược Mỹ ngó qua. À, ở cái gì Dược Mỹ? Hội Dược Mỹ mà dạy tiếng Anh đó. À. Ở cũng gần ngã ba chẳng hạn, ở đây thì ngã ba kia chút là ra đường Lộ Cái đó. Dạ. Vậy rồi trước giải phóng là dì gửi cho người đó. Dạ. Và gửi đó thì dì có thường lui tới đó nhiều hay không? Dạ có. Dạ. Có thường lui tới đó và lúc đó là chị được 5-6 tuổi hả? Ừ. Dì Ngọc ha? Bé nhỏ rồi nè. Dạ. À, lúc đó thì đã đặt tên cho chị là tên gì chưa? Ở ngoài kia Nga không à. À, kêu bằng Nga. Dạ. À. Rồi tên nước ngoài người ta kêu nó là Francis, cũng như là công chúa vậy đó. À, dạ. Francis. Dạ. À, thưa dì, vậy rồi cái lúc đó mình gửi thì mình trả tiền hàng tháng cho người ta hay là gửi theo hình thức năm mới lần đầu thì đã có lấy tiền, sau này tôi khổ tôi không có tiền bà không có lấy, đã giữ dùm. À, giữ dùm cho mình thôi chứ không rồi giải phóng tiền. Vô bà đi ra mất tiêu luôn. À, vậy là sau khi giải phóng thì dì có tới đó kiếm rồi không thấy hay kiếm sao? Kiếm mà không lấy. À. Bà nói bà bán nào đi nó mất tiêu rồi. À, được cho rằng là bán nhà đi mất tiêu rồi. Dạ. À, vậy là kêu bằng dì Mười hả?
kêu bằng dì Mười. Rồi trong gia đình của dì Mười đó thì dì Ngọc có biết được tên chồng tên gì hay là có ai không? Không, thấy bà ở với người gái bà. À, ở với một người con gái. Dạ. Dạ. Vậy thì khi đó con gái của dì Mười đó thì đã lớn chưa? Lớn cũng có gia đình rồi mà rồi không thấy ông trả về đó. Nó có gia đình thôi à. Ông ấy, chồng của cổ đi đâu không biết, thấy cô ở với mẹ cổ không. À. Lại lần nào thăm con cái không có gặp chồng cổ, gặp cổ với mẹ cổ không à. À, không bà tốt chồng lắm, bà thương mấy đứa con tôi lắm. Dạ. À, ngoài ra nữa đó thì có biết đó là dì Mười đó là nói tiếng Nam hay tiếng Bắc hay là có khả nghi là người ở đâu không? Bà người Nam. À, là người Nam. Người Nam mình người Sài Gòn nè. Dạ. Vậy rồi cái mối quan hệ giữa dì Ngọc với dì Mười thế nào mà lại biết ở đó để mà gửi con ở đó? Thời đó thì đó tôi làm tôi mướn nhà gần đó, cũng đẻ mấy đứa nhỏ này gần đó. Cái người ta nói là muốn giữ con không, ta chỉ bà này bà gửi cho mày mình trả tiền tháng. À. Thì lúc đầu tôi cũng có tiền gửi bà tiền tháng, nhưng mà sau này tôi khổ rồi. Bà thôi tao giữ giùm cho mày, tao không lấy tiền, mày lo mà đi làm đi, kiếm tiền đi. Bà dạ. Cũng tốt với tôi lắm chứ gì. Dạ. Vậy là có nghĩa là được người ta giới thiệu, biết là được rằng đó là dì Mười là cái người có thể giữ con cho người ta. Dạ. Giữ con xong rồi dì Ngọc mới đem con tới đó gửi. Dạ. Dạ. À, gửi được bao lâu thì giải phóng gì có... Lúc gửi nó còn nhỏ, gửi lâu à, gửi mấy năm lận à. À, dạ. Tới mấy năm thì mới giải phóng. Tao cũng nhớ hình như là... Tao... Dạ. 2-3 năm cái giải phóng vô. À, vậy là gửi tới 2-3 năm sau thì mới giải phóng vô. Dạ. Dạ. Vậy là... Dạ, chào chị Hằng. Dạ, mới về hả chị? Dạ. Dạ, em đang nói chuyện với dì Ngọc. À, vậy là... Cái lúc mà giải phóng vô là được 5-6 tuổi hay là cái khi mà dì đến gửi là được 5-6 tuổi? Không, gửi còn nhỏ lắm. À. Ẩm lại gửi cho bả mà. Dạ. Nếu mà phỏng đoán năm giải phóng đó là 5-6 tuổi thì cũng có thể là chị sinh năm 70... Mẹ là 71-70 gì đó. Dạ, 70-71 gì đó ha. Dạ. Dạ. Mẹ, hai người gửi chung hay gửi riêng? Dạ, Vĩ mới nói đến người đầu tiên. Ừ, mới nói đến người đầu tiên, xong đó Vĩ mới gọi người thứ hai. Dạ, chào anh. Dạ, dạ, em đang trò chuyện với dì Ngọc chút xíu. Dạ. Vậy thưa dì Ngọc đó, là hôm nay là dì muốn kiếm cả hai người con của mình. Và hồi nãy đó chúng ta đang trò chuyện là người con gái tên là Nga hay còn gọi là Phan Sớt gì đó. À, là tiếng Anh là gọi là Phan Sớt ha. Dạ, đó là người con thứ nhất. Còn tới người con thứ hai thì lại thất lạc nhau trong cái trường hợp như thế nào và gửi ở đâu? Gửi chung luôn hết. À. Bà gửi cả hai đứa chung nhà luôn. À, dạ chào chị. Dạ, mời chị ngồi ha. Em, dạ. À, em đi một mình. Dạ. Dạ. À, thưa dì, vậy là hồi nãy giờ thì chúng ta đang nói đến người con thứ nhất là người con gái. Dạ. À, còn theo như thông tin thì dì muốn kiếm một người con trai nữa thì là ở trong tấm hình này dì ha. Dạ. Dạ, thưa quý vị, đây là người con trai, là người con trai này là người em. Dạ. Em. Vậy cái người em này đó thì là cách người chị khoảng mấy tuổi gì ha? Chắc khoảng tôi đẻ chừng năm mấy hai năm là tôi đẻ thằng bé này. À, năm mấy hai năm, vậy là cách 1-2 năm. Dạ. Là đẻ ra người em là em trai. Dạ. Dạ. Vậy cái người em trai đó thì đặt tên gì ha? Cứ kêu nó Dũng con mà, rồi kêu nó thằng Ricky. À, Dũng hoặc là Ricky. À, Dũng. À, vậy là hai người con thì gửi vào cùng một thời điểm hay là gửi hai thời điểm khác nhau? Gửi chung hết. Tôi lúc tôi đẻ nhỏ này thì gửi bà nuôi trước, rồi đẻ đứa sau cũng gửi bà nuôi luôn. Dạ, cùng một chỗ luôn. Dạ, chung chỗ nó cũng gửi rồi. Dạ. Vậy là cái người này cũng rất là tốt, nuôi cho gì cả hai người con vậy là cũng vậy rất là tốt. Vậy mà nuôi lúc đầu lấy tiền đứa sau thì bà không có lấy. Bà nói thôi, mày khổ mà đi làm thì không tiền thôi, tao giữ như cháu tao giữ giùm cho mày. Bà rất tốt đối với tôi. Dạ. Mà bà thương hai đứa cháu này lắm, bà hai đứa con tôi bà thương nó lắm.
Dạ, vậy là có nghĩa là dì này là làm nghề giữ trẻ luôn. Dạ. Ngoài hai đứa con của dì Ngọc ra thì còn nuôi những không, người... Không, không có thấy bà có cháu nhỏ gì hết đó. Cho nên bà nói là bà không có cháu, bà mới thương con tôi. Dạ. Chứ tao mà có cháu, tao thích mấy tao giữ con mày. Dạ. Vậy là dì đó nuôi cả hai người con. Dạ. Một người tên là Nga, hay còn gọi là Phan Sết. Dạ. Còn người con trai của dì Ngọc thì đặt tên là Dũng, hay còn gọi là Ricky. Ricky. Dạ. Thưa dì, vậy rồi hai người con này thì có cùng một cha không hay là khác cha? Khác cha chứ. À, khác cha. Dạ. À, thì con cũng hỏi biết đâu được là mấy anh có kiếm được cha ở bên đó. Dạ. À, nên là không biết là dì có nhớ tên của người cha. Dạ, rất không nhớ luôn. Không nhớ tên. Dạ. Dạ. Không nhớ tên của cả anh cả chị. Ừ. Dạ. Không chừng là bệnh nó kiếm được cha nó rồi. Dạ. Không cần mẹ nữa. Ừ, cũng không phải là không cần, nhưng mà đôi khi cũng có thể là không biết đường nào để mà lần. Dạ. Mà không biết đâu để mà lần. Thì thưa dì, vậy rồi hồi đó đó thì là dì quen hai người cha của hai anh chị này là ở tỉnh nào? Tôi trước tôi làm ba, nó thì trước tôi làm ở Nguyễn Thoại đó, để chữ Melody ba đó. À, Melody. Làm một câu vô uống quen. Dạ. Dạ. À, vì vấn đề là ở ba Nguyễn Văn Thoại cho nên là có nghi ngờ là mẹ của chị Hằng. Ba gì? Ba Melody, ba gì? Ba tên gì? Melody đó, hồi nãy, dì mới nói đó. Ừ, cái ba đó là bà chủ làm chủ là để Melody ba. Dạ. Của tôi làm ở trong đó, đọc cái tên Kim, rồi tên Thủy ở ngoài, tại vì tôi cứ hay lắm nước đó, hồ đó, bơi. Rồi cái kêu Thủy, mà giống bà Thủy, mà ngờ cái nước hoài. À, đúng, thật sự là cũng có cơ sở để nghi là mẹ của chị Hằng. Bởi vì mẹ của chị Hằng thì trước đây cũng có cho con ở đường Nguyễn Văn Thoại và có làm ở ba ở đường Nguyễn Văn Thoại, thì đó cho nên là cũng có cái liên quan. À, nhưng mà cuối cùng thì không có trúng là mẹ của chị Hằng. Cái điều này cũng rất là đáng tiếc và cũng có cơ sở để nghi hả chị ha. Cũng tên Kim mà trước đây cũng làm ở đường Nguyễn Văn Thoại cho nên là có nghi ngờ là phải rồi. Dạ. Vậy thưa dì, cái lúc mà dì gửi con thì chỉ nhớ người đó tên là dì Mười thôi. Cái kia bởi mà ở xóm anh kia với bà Mười hết á. Ừ. Thấy ở có hai mẹ con chứ không có thấy chồng bả, mà cũng không thấy chồng của bé. Cô bé mấy cô có chồng của đứa đằng xa, lâu lâu mới rẹn lần. Mà tôi xuống bây giờ tôi gặp chồng á. Dạ. Nhà của bả hay là bà thuê? Nhà của bả xanh đèn bả mới bán. Vậy thưa dì đó thì... những cái tấm hình này là dì giữ được, nhưng mà theo dì đó thì ở cái nơi mà nhà dì Mười đó thì có giữ những tấm hình này hay không, và có thể có hay không? Không có, lúc tôi đi bà bả đưa tôi hết đó đó, tức là bả đi luôn, ảnh đó mấy đứa đi luôn, bả đưa hình này cho tôi đó. À, ừ. Bả nói là... Kim, tao cho mấy đứa hình, mấy đứa con bả không nói bả không đi, nhưng mà nói tao cho mày có hình mày không có sao, thôi giờ tao có tao cho mày giữ nè. À, xong cái thân nhân giải phóng rồi đi ra mất tiêu, cứ tôi giữ mấy tấm bình thôi. Vậy là trước đó là cái dì Mười đó là cho dì Ngọc những cái tấm hình này. Dạ. Dạ. Mà cái khi cho hình đó thì là dì Ngọc có linh cảm rằng đó là bà sẽ ẵm con mình đi hay không? Không, mà lại... tại vì thấy bà đối xử tốt mình quá, đâu có nghĩ là bà ẵm con mình đi. Dạ, không có nghĩ là sẽ ẵm con mình đi. À, tự dưng lại cho mấy tấm hình này thì theo con nghĩ chắc là bà có chủ định á, chắc có, dạ. có chủ định thì mới đưa hình đến chứ. Dạ. Nếu không có chủ định thì chắc là cũng không có lý do mà đưa hình đến chi. Dạ. Dạ. Chắc cũng vậy, như chú nghĩ chắc đúng rồi. Dạ. Vậy rồi theo dì Ngọc đó thì dì có linh cảm hay là có nghi ngờ là bây giờ con mình đang ở đâu, hay là hồi đó là bà Mười ẩm đi đâu, có liên nghi ngờ gì không? Ẩm đi đâu tôi không có biết, tôi cũng có đi kiếm mà. Cái mấy người nói trời ơi bà đi qua Mỹ ở rồi mẹ ơi, mấy người đã chọc như vậy đó, bà đi qua Mỹ bà ở rồi. Không tiền, có về tiền mà nghe nói là bán nhà đi, mẹ em với ba em đi, không muốn
Dạ, mà thật ra muốn tìm cũng không biết ở đâu mà tìm. Biết đâu mà tìm, đúng rồi. Dạ. Thì nói chung bây giờ có cái hy vọng thì mình cứ hy vọng thôi. Dạ. Vì dù sao đó thì mình cũng còn được mấy tấm hình là thứ nhất này, thứ hai nữa là tên của anh chị cũng có. Dạ. Và điều thứ ba nữa đáng đáng nghi ngờ là đáng hy vọng là gửi cho bà Mười thì có tên tuổi đàng hoàng. Có tên bà Mười ở đường Mạc Đĩnh Chi nên là cũng dễ xác định, có nghĩa là cũng xác định được phần nào. Yeah. Yeah. Thì cũng hy vọng là khi con phát sóng lên thì là các anh chị sẽ nghe được. Yeah. Sẽ biết được cái tôi nghĩ chắc này. Nó nhận được ba nó rồi, nó không cần. Yeah. Nó không cần mẹ Việt Nam nó nữa. Trong khi ba nó bệnh có vợ Mỹ, có vợ sao thì nó nhận có ba má, nó nhìn ba má sao mà thương nó thôi, nó không cần gì mẹ Việt Nam nữa. Không phải đâu, theo con nghĩ là ai cũng cần mẹ hết á, tại có thể muốn kiếm cũng không biết kiếm ở đâu thôi, chứ không phải là không cần đâu. Dạ. Dì Ngọc đừng có nghĩ vậy thì nó hơi tiêu cực, nhưng mà theo con nghĩ thì ai cũng muốn có mẹ có cha hết á. À, chỉ có một cái là không biết đường nào mà tìm thôi. À, vậy là cái thông tin thì con cũng đã nắm được trên cơ bản. Dạ. Dạ. Thì bây giờ dì Ngọc có muốn nói cái nguyện vọng hay là có muốn nhắn gửi gì tới mấy anh chị không thì con xin ghi nhận thêm. Không, tôi nhắn thì nó không nhìn tôi vậy thôi chứ không nhắn gì. Không có đâu, không có đâu. Tôi muốn nói mẹ muốn tìm con lắm mà không biết ở đâu tìm. Dạ. Chứ không có cái chuyện mà không muốn nhìn. Mẹ mà trẻ là có cần phải. Ồ, dạ, đây đó ha. Đây. Dạ. Hình của mẹ mà trẻ. Dạ. Có như đây à. Dạ. Ừ. Dạ, hồi trẻ là dì Ngọc cũng dễ thương lắm á chứ, đẹp lắm á chứ. Dạ. Hồi đó mà trái còn. Dạ. Hồi đó mà nói để mà có người con gái đẹp như vậy đâu có dễ. Dạ. Dạ, thưa quý vị, đó là hình của dì lúc trẻ. Dạ, dì bớt xúc động nha, không có ai mà không muốn nhận mẹ đâu. Ai cũng muốn nhận mẹ tại vì là không biết cách kiếm thôi, chưa có kiếm ra thôi. Chứ không có ai mà không muốn nhận mẹ của mình đâu. À, hồi đó là có dì đi tắm biển và con thấy ừng sau này nhiều ông Mỹ nè ha. À. Lính không ha, dì ha. Dạ. Lính nhiều. Bãi sao Vũng Tàu á. Dạ. Bãi sao? Mỹ đông lắm, mấy tấm rồi đó. Dạ. Còn 3 tấm duy nhất. Dạ, còn 3 tấm duy nhất. Dạ, đây một tấm nữa. Cháy lắm. Dạ. Đây một tấm nữa. Dạ. Rồi, vậy thì con xin ghi nhận điều này. Dạ. Rồi con sẽ cập nhật lên cộng đồng. Dạ. À, con cũng hy vọng là các anh chị cộng đồng là sao? Dạ, có nghĩa là cộng đồng đó là rộng lớn. Dạ. những người gọi là đang theo dõi chương trình. Dạ. À, cộng đồng là mang tính là rộng lớn. Dạ. Dạ. Thì cập nhật lên cái trên trang YouTube á thì dạ, cả một cộng đồng rộng lớn như vậy. Ừ. Thì cũng hy vọng là các anh chị nghe được, biết được thì anh chị sẽ nghi ngờ thì sẽ liên hệ với con. Dạ. Thì con sẽ cố gắng, con sẽ kiếm con cho dì Ngọc. Dạ, cũng nào chú Nghĩa giúp đỡ giùm. Dạ. Năm nay là dì cũng 82 rồi hả dì ha? Dạ. Dạ. 82 thấy dì cũng còn khỏe vậy là con rất là vui, rất là mừng cho dì. Dạ. Rồi vậy con kết thúc buổi trò chuyện hôm nay nha dì Ngọc nha. Dạ. Dạ. Chúc gì sức khỏe nha. Dạ, chúc chú được nhiều sức khỏe. Dạ, dạ. Rồi. Giúp đỡ cho mọi người được như ý. Dạ, dạ.